Bài thiền giúp bạn trẻ hóa toàn bộ cơ thể, chữa lành cơ thể, tăng cường trí óc và hệ miễn dịch. Một bài thiền thật sâu, gửi tới các tế bào trong cơ thể của bạn, giúp bạn chữa lành những tổn thương trên cơ thể và tiếp thêm động lực để chữa lành hơn nữa. Bài thiền này giúp bạn tự tin hơn và cảm giác được bảo vệ, an toàn. Thiền chữa lành, món quà cho những trái tim bị tổn thương hay lá phổi của bạn đang bị tổn thương. Bạn hãy nhẹ nhàng nằm xuống ở tư thế thoải mái nhất. Từ từ thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng vùng đỉnh đầu, vầng trán. Giãn nhẹ đôi lông mày của bạn sang hai bên. Thả lỏng đôi lông mày và thả lỏng toàn bộ xung quanh hai mí mắt. Các cơ xung quanh mắt như được giãn ra trong sự thả lỏng. Và lúc này, bạn hãy quan sát các cơ xung quanh miệng của bạn dường như đang thật mềm mại. Cảm giác thật mềm mại trong sự khoan khoái. Hãy tách nhẹ đôi môi và miệng của bạn khẽ nở một nụ cười. Và ngay lúc này, bạn hãy thu mọi ánh nhìn vào bên trong bạn. Hãy hướng vào vùng thính giác, để lúc này bạn có thể nghe được lời nói đâu đó đang vọng về, để hướng bạn tìm lại tình yêu và ánh sáng trong bạn, để hướng bạn kích hoạt tăng cường trí óc, trẻ hóa toàn bộ cơ thể và tái tạo từng tế bào bên trong cơ thể bạn. Hãy gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện sang một bên, buông bỏ mọi suy nghĩ và tập trung vào giọng nói của người hướng dẫn. Tôi muốn nói với bạn về việc các tế bào làm sạch và chữa lành cơ thể bạn. Sự thật là có hàng tỷ tế bào đang tồn tại bên trong bạn. Chúng được hình thành để duy trì sự sống trong mỗi khoảnh khắc. Những tế bào rất nhỏ, chúng như những cái túi chứa ý thức, nhưng chúng cũng rất sinh động, biết được những gì đang xảy ra. Và các tế bào không ngừng sinh sôi, nảy nở như một con người giữa vũ trụ rộng lớn này. Mỗi người chúng ta có một cuộc sống khác nhau, làm những việc khác nhau và đến những nơi khác nhau. Vì vậy, ta cũng như những tế bào được điều khiển bởi những niềm vui, những niềm tin từ trong bên trong chúng ta,
về những tình huống đặc biệt trong cuộc sống này. Hôm nay và ngay bây giờ, tôi và bạn sẽ dành thời gian để cho phép những tế bào hoạt động hết công suất về những lợi ích tốt nhất trong cơ thể của bạn. Những tế bào ở đây để chữa lành cho bạn, giữ cơ thể chúng ta cân bằng, giúp cơ thể của bạn cân bằng, giúp ta có một sức khỏe tốt hơn và hồi phục cơ thể ở trạng thái tự nhiên nhất, ổn định nhất và nhẹ nhàng nhất. Trong mỗi khoảnh khắc mà bạn chịu đựng áp lực trong quá khứ, những tế bào trong bạn đang mang cơ thể về với sự cân bằng. Và nếu bạn cần một lời đáp, các tế bào sẽ đưa chúng cho bạn. Tiếp tục, hãy đi sâu vào nội tâm của bạn. Bạn có nỗi đau không? Nếu có, bạn hãy đưa ánh sáng của tế bào khỏe mạnh đến xoa dịu nỗi đau của bạn. Có bộ phận nào trên cơ thể của bạn đang bị bệnh không? Bạn hãy dành sự quan tâm đó. Hướng tâm trí và hơi thở của bạn tới vùng đó. Hãy cảm nhận vùng đau đó và gửi tình yêu cùng năng lượng của bạn đến đó. Thì thầm với vùng đau: tôi đang ở đây để chữa lành và xoa dịu bạn. Tôi đang gửi năng lượng và tình yêu đến với bạn. Sau đó bạn đưa hơi thở và tâm trí về nơi đó. Hít sâu và thở chậm ở đây theo nhịp thở của bạn, 2 lần. Hít vào một hơi thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần 2, tiếp tục hướng tâm trí và hơi thở của bạn về vùng đó. Chậm rãi hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tự chữa lành bằng các tế bào và bằng ánh sáng ở trong bạn. Bạn có phiền muộn không? Hãy thay thế nó bằng niềm vui hân hoan. Bạn sẽ thấy cảm xúc thay đổi và trạng thái cơ thể của bạn trở nên vui tươi hơn. Từng tế bào như được hồi sinh. Bạn có sợ hãi không? Hãy thay thế nó bằng lòng can đảm. Và bạn có từng mắc sai lầm không? Nếu có, hãy tha thứ cho mình.
tha thứ cho những người mắc lỗi với bạn. Tha thứ cho những gì chưa hoàn thiện trong cuộc đời của bạn. Hãy để các tế bào bên trong cơ thể bạn chữa lành giúp cho bạn. Bạn bây giờ và ngay lúc này, bạn sẽ ngăn chặn các tế bào tiếp xúc với những điều tiêu cực, cho phép những điều tích cực đi vào trong cơ thể bạn, trong tâm trí của bạn, để cơ thể và tế bào có thể làm việc ở một trạng thái tích cực nhất, để hồi phục sự cân bằng cơ thể bạn. Bạn có thể ngủ ngon hàng đêm. Các tế bào đã tái sinh và sự sống ở bên trong bạn rất hiệu quả trong suốt giấc ngủ yên bình. Ở mỗi khoảnh khắc, các tế bào không ngừng làm việc để giữ sức khỏe cho bạn. Bạn đã làm việc những việc rất tốt mỗi ngày, và các tế bào tái sinh đang tái tạo cơ thể của bạn trong từng khoảnh khắc. Từng tế bào tái sinh giúp cơ thể của bạn trẻ hóa, giúp cơ thể của bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Và mỗi đêm, các tế bào lại tiếp tục làm việc trong cơ thể của bạn. Giữ bạn ở trạng thái tốt nhất và cải thiện cơ thể của bạn. Bạn càng giữ trạng thái tích cực lâu dài thì các tế bào càng làm việc hiệu quả hơn. Và nếu bạn đang có một mối quan tâm nào đó về một phần cơ thể không được khỏe mạnh, bạn có thể tự nói với bản thân mình rằng: tôi cần sửa chữa chúng. Và những tế bào đó sẽ làm việc trong giấc ngủ, giúp cho cơ thể của bạn có lại trạng thái cân bằng, và cuộc sống của bạn lại tiếp tục dễ dàng hơn. Cơ thể của bạn được hồi phục một cách nhanh chóng. Bạn thực sự yêu bản thân mình khi những tế bào hoạt động thật chăm chỉ, và chúng cũng không thích gì hơn ngoài việc bạn dành thời gian trong cơ thể bạn như sự sống sinh động trong một vũ trụ thật nhiều điều tích cực. Nơi mà mỗi tế bào đang tận hưởng cuộc sống. Có thể nghe chúng đang cười đùa với mọi thứ, với bạn của chúng ta, với bạn của chúng, và lan tỏa sự yêu thương ở khắp mọi nơi trong cơ thể của bạn, trong thế giới này, trong vũ trụ bao la này. Và bạn cũng có thể tưởng tượng hàng tỷ tế bào đó đang vui vẻ, vui cười, yêu thương lẫn nhau, chia sẻ năng lượng tích cực cho nhau, và khả năng làm việc cùng nhau trong cơ thể bạn là
vô hạn. Và cơ thể của bạn ngày càng khỏe mạnh hơn, không còn bệnh tật, không còn đau mỏi. Những tế bào đó luôn hỗ trợ bạn, vận hành giúp cơ thể bạn. Sức khỏe của bạn cân bằng nhất. Và từ đó, bạn cũng biết rằng bạn nên ăn thức ăn nào và cái gì có lợi tốt nhất cho sức khỏe cũng như cho môi trường của bạn, hay tốt nhất cho chính bản thân bạn, những người xung quanh bạn. Và đó là việc bạn cần làm để giữ năng lượng tích cực trong đầu của bạn, để những tế bào đó tiếp tục làm việc, tiếp tục được tái sinh, và từng tế bào được kết nối trong cơ thể của bạn, giúp cơ thể của bạn trở thành một khối liên kết vô cùng kiện toàn, khỏe mạnh và trẻ hóa toàn thân, chữa lành toàn thân, tâm trí, hơi thở và cơ thể của bạn trong từng điều kiện đều có thể phối hợp và thực hiện tất cả mọi suy nghĩ của bạn đều được bao phủ trong mọi điều tích cực nhất của cuộc sống này. Bây giờ, từ từ bạn hãy đưa ý thức của bạn quay trở lại với thực tại. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Sau đó, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt. Rồi từ từ nghiêng mình sang một bên, chống bàn tay. Và từ từ trở mình ngồi dậy nhẹ nhàng. Hãy khoanh chân của bạn, ngồi trong tư thế thoải mái nhất. Và nếu bạn không thể ngồi dậy và muốn chìm vào giấc ngủ, bạn hãy thả lỏng và thiếp đi trong giấc ngủ, để tiếp tục chữa lành từng tế bào và giúp cho cơ thể của bạn trẻ hóa kiện toàn hơn. Khi bạn đã sẵn sàng, mời bạn chắp tay phía trước ngực, đưa hai ngón cái chạm vào ấn đường giữa hai lông mày, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ. Sau đó, từ từ bạn hạ tay xuống phía ngực, nơi trái tim của bạn cùng phổi của bạn đang ngự trị. Bằng tất cả trí tuệ và lòng yêu thương, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nở một nụ cười, gửi lời chào từ tâm. Namaste.